First time I see it. The first time I try. That look good. Ở cái này là thịt heo á các chị các bạn ơi, thịt heo nè, cái nó bỏ lên cái lò người ta nướng, đó, nướng cho nó cháy cháy rồi xong bỏ vô đây, gói vô này hả, không biết nữa, anh bỏ cho em coi, bỏ vô em muốn ăn gì em bỏ chứ, à bỏ miếng xa xà đi, đừng có lấy hành tây thôi nữa. Bao tử hả? Em bao tử hả? Chanh. Toàn mấy kêu? Cái này là gì? Cái này như... Rồi, như lửa bao đâu? Ok, đủ rồi. Rồi, xong mày lấy thử một cái miếng, một phần này đi. Một phần hả? Lấy cái one piece. One brisket. Yeah, one brisket. Okay. Ăn với cái gì? Ăn không vậy hả? Thì em bỏ em muốn ăn không. Em cắt được không? Nó ăn với cái gì? Đúng rồi. So what? How I can eat it? With the taco? Taco. Oh, the taco? Do you want? Yeah. Oh, the taco. Còn cái giòn giòn kia là cái gì? Cái giòn giòn cũng là taco, mình không có cái đó. Oh. Mình muốn taco gì? Anh em muốn? That's it. Cái gì nữa không? That's it. You want? Anh muốn try không? Không, không muốn. Ok, that's it. You only meet. Các bạn trời ơi, hôm nay á, tại vì á, giờ này các anh chị các bạn biết không, là 12 giờ rưỡi đêm rồi đó, bên Mỹ á. Mà lần đầu tiên á, bình thường là giờ này Hồng ngủ mất tiêu rồi. Nhưng mà hôm nay tự nhiên uống cà phê, uống hết một gói cà phê luôn nguyên ngày hôm nay. Thành ra bây giờ không ngủ được. Mà tự nhiên không ngủ được thì nó đói bụng thì bây giờ á phải đi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Hôm nay là lần đầu tiên đi lang bang ngoài đường 12 giờ đêm nè. Mà chỗ nào nó cũng đóng cửa hết trơn rồi. Có nhiều chỗ nó đâu có mở đâu các chị các bạn. Mà tự nhiên giờ đi thèm ăn gì tùm lum tà la đây nè. Tính là đi qua hàng Ken Chicken để mua french fry hay gì đó ăn đỡ. Cái đi ngang đây cái thấy cái chỗ mễ này nè, nó bán đồ ăn ở ngoài lề đường á. Đó các anh chị các bạn biết không, chưa bao giờ mình ăn thử mấy cái món này. Mấy cái này là đồ ăn của mẹ, cái này là cái thịt heo mà hả, nó có nguyên cái cây này nè, cái nó xì lửa vô cho nó cháy đi, cái nó cắt bỏ đây cho mình ăn nè. Còn này là giống như là thịt heo hầm rồi bao tử gì tùm lum la hết trơn á, rồi cái cũng chưa bao giờ mình ăn hết trơn á. Giờ mình muốn thử ăn hai món này lần đầu tiên ăn, mà giờ là 12:30 đêm rồi. Bây giờ cái quán này nó còn mở, nó bán tới 1:30 sáng luôn á chị các bạn, mà bán lề đường giống như quán cóc lề đường ở Việt Nam mình đó, nó bán lề đường. Anh quay cái quán đi, anh quay cái quán đó, cái quán lề đường á. Các anh chị các bạn thấy chưa, cái quán là cái quán cóc mà lề đường, nó bán bên lề đường thôi. Bây giờ mà nó bán thấy ngon lắm các anh chị các bạn, nó bán đắt lắm đó nha. Chiều 6 giờ chiều bắt đầu nó mở nó bán rồi, bán tới gần sáng luôn á, nó bán nhiều món lắm á. Mỏng mỏng dưới nè, thật ra mình thèm ăn cái gì giòn 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 các anh chị các bạn ơi, nhưng mà bây giờ nó không có. Thì bây giờ ăn thử cái món này coi, cái này là cà chua với lại dưa leo rồi nó sắc á. Ok, bây giờ mình nặng chanh lên, là mẻ nó hay ăn chanh lắm. Đũa. Ok, bây giờ mời các cô chú các anh chị các bạn dùng thử món mễ nha. Lần đầu tiên Hồng cũng mới ăn đây nè. Có ăn mấy cái món khác chứ mà Hồng chưa có ăn cái này bao giờ. Bây giờ mình ăn thử coi nó làm sao, nó ngon không. Hồi nãy ăn vô miếng thịt heo rồi. Cái này không gắp đũa được đâu anh ơi, cái này em phải bóc thôi à. Cái này phải bóc thôi, không gắp đũa được. Ngon. Thì ăn nó giống như thịt heo hầm của mình, nó giống như thịt heo kho tàu của mình vậy á. Mà nó lạc hơn chút thôi. Có chanh vô. Có nhất chanh rồi.
Còn cái này là hành ngâm giấm. Hành ngâm giấm giống như là gì, đồ chua của mình đó. Ừ, đồ chua. Nhưng mà sao làm mặn quá. Thì ai biết đâu. Hành mặn quá ăn không được. Cái gì mặn? Cái đồ hành. Ồ. Nó vừa mặn mà nó vừa cay. Không ăn được. Cái dục đi. Chị ăn được cái này thôi, cái thịt heo này thôi. Chết cha rồi, ăn nhầm miếng ớt cay quá các bạn. Mình ăn cay dở lắm, không ăn cay được đâu. Mà giờ nó cay quá. Ờ, không cay. Giống món Việt Nam mình, giống thịt heo, hầm. Ngon. Ăn hết đi, ăn hết đi, ăn cái thôi, khác. Bây giờ ăn thử cái món khác. Ăn cho biết. Còn cái món này là cái món thịt heo nó nướng, nó sắc vậy nè. Nó nướng lên nè. Cái nó cắt mỏng rồi, nguyên cái cây giống như cái nón vậy, nó quay tròn, cái nó nướng. Nó xịt lửa lên. Nó khè lửa, bây giờ nó cắt cho mình đây nè. À đúng rồi, tính ra là 2 đồng một cái. Cái này 2 đô la. 2 đô la một cái. 2 đồng. Đúng rồi. Ừ, 2 đồng. Bây giờ mình ăn thử cái này nha. Cái này nó nướng nè, ngon không đây? Ăn nướng. Ngon cái gì các bạn. Heo nướng ngon. Mà heo kia là heo kho. Nó ướp rất là vừa ăn các bạn. Ăn cũng ngon lắm. Ăn cũng ok lắm, thơm. Nè cái này thịt nướng à. Ừ, ăn như miếng thịt nó giòn giòn. Ừ, từng miếng thịt mỏng à. Thịt heo. Nó giống như là cốc lết của mình vậy đó. Nó giống như cốc lết mà nó xỏ nguyên sâu xuống vậy nè. Cái nó lấy dao á, nó khè lửa xong nó lấy dao cắt mỏng vậy nè. Thì nó ra từng miếng mỏng vậy nè. Mà nó có từng lớp vậy nè. Y như là cốc lết của mình vậy đó. Cũng dễ ăn. Cũng giống khẩu vị Việt Nam mình, nó nêm nếm cũng mặn ngọt ngọt. Giống khẩu vị Việt Nam. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời 12 giờ rưỡi đêm mà đi ăn hàng ngoài đường. Không chịu ngủ. Uống cà phê mà ngủ không được. Cứ tự nhiên tối bụng. Tối bụng giờ lần đầu tiên đi ăn hàng nửa đêm vậy nè, giữa đường phố ở ngoài đường ở bên Mỹ nè các bạn ơi. Ở Mỹ á, nó cũng có mấy cái xe bán quán cóc nữa, thấy không? Đâu phải Việt Nam không đâu. Nhưng mà nó ít thôi chứ nó không có nhiều. Giờ này vẫn có người tới mua nè. Vẫn có người tới ăn. Thì người ta bán tới 1 giờ rưỡi đêm lận. Thank you các cô chú, các anh chị và các bạn. Lần đầu tiên Hồng đi ăn hàng ngoài đường phố ban đêm. Ở California, ở Mỹ. 1 giờ rưỡi đêm. Mà đi ăn hàng ở ngoài đường nó bán á, chứ không phải trong nhà hàng hay gì nha các bạn. Lần đầu tiên ăn đồ mễ nữa. Review cho các cô chú các anh chị các bạn cùng xem. Đồ ăn cũng rất là ngon, rẻ, có 2 đô một cái à đó. Mà cũng có nhiều cái món lắm, mà tại vì Hồng không có rành, mà Hồng chị đâu có ăn được nhiều đâu, chỉ ăn được 1-2 món thôi chứ đâu có ăn nổi nhiều món, cho nên chỉ mua thử 2 món này thôi. Cái mai mốt mình ăn thử những món khác. Đi sớm hơn chút nữa ăn những cái món khác thử coi nó làm sao. No lắm rồi. Ôi, cảm ơn các cô chú, các chị, các bạn đã theo dõi video của Hồng nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye.